chào mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Thì trong video vlog thứ hai này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một ngày làm việc của mình, là làm cái công tác hạng nghiệm thu hạng mục về kỹ thuật kết cấu. Thì trong cái số đầu tiên thì mình đã cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, cũng đã nói với các bạn rồi, đó chính là cái công tác làm hạng mục này thì nó cũng khá là vất vả. Như anh em kỹ thuật nào mà đi làm thì cũng đã từng hiểu và từng biết. Tuy nhiên thì so với các bác thợ thì anh em giám sát, anh em kỹ sư thì vẫn nhàn hơn rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên nữa, đó chính là nó bị ảnh hưởng về vấn đề thời tiết. Nếu mà nắng đều hoặc là nắng đẹp thì không sao, mưa thì nó lại rất là khó khăn trong công tác làm việc. Ngoài ra nữa, đó chính là về mùa. Nếu mà làm việc vào mùa hè thì bao giờ cái nắng gay gắt của mùa hè nó cũng rất là khó chịu, và đôi khi nó cũng làm cho anh em là làm việc nó sẽ vất vả hơn. Nhưng tuy nhiên thì công tác hiện tại mình đang làm bây giờ nó cũng đã chuyển mùa rồi, nó sang bây giờ tháng 10 rồi, nó cũng đã sang mùa thu rồi, thì cái tiết trời nó có nắng nhưng mà nó dịu hơn rất là nhiều, và ngoài trời còn gió se lạnh nữa, cho nên là cái công tác làm việc của mình nó cũng sẽ được nhàn hơn. Và hôm nay thì một ngày làm việc của mình cũng vẫn như mọi khi thôi, bắt đầu từ 6 giờ và mình chuẩn bị đồ công tác, lấy xe và đi. Và công việc của mình hôm nay làm việc đó chính là ở Nam Định, vẫn là Nam Định các bạn nhé. Thì lịch của mình hôm nay bao gồm khoảng 3 nhà cần nghiệm thu kỹ thuật. Qua cái quá trình mà làm việc ở trên nhóm ấy, thì cũng đã gửi hình ảnh về thì nó có nhiều cái bất cập, nó yêu cầu chỉnh sửa, và hôm nay cần đủ giám sát xuống kiểm tra kỹ thuật lại. Thì lát nữa các bạn sẽ cùng mình theo chân mình đi nghiệm thu tất cả công trình đó để các bạn có thể hiểu hơn về một ngày làm việc của kỹ sư, và đặc biệt hơn là về vấn đề công tác làm việc nghiệm thu một công trình, một hạng mục kỹ thuật nó như thế nào. Và thì bây giờ mình đang ở đại lộ Thiên Trường rồi, cũng gần vào đến thành phố Nam Định rồi. Thì địa chỉ nhà anh Triều thì ở Nghĩa Hưng Liễu Đề, thì mình đã liên hệ với chủ nhà và anh đã có mặt tại công trình. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng vào và theo dõi mình làm việc các bạn nhé. Xin mời các bạn. Cố gắng chia sẻ thêm những hình ảnh mình làm những công tác như
nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hoàn thiện hay là khảo sát những công trình mới thì trong những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ. Còn video ngày hôm nay thì khá là dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi toàn bộ cái vlog của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.